dần mỹ nhân chuyển giới V-beat, toàn nhan sắc đáng nể, body sexy, gây chú ý nhất là màn lột xác của Linh Ly. Sắc vóc của dàn mỹ nhân chuyển giới V-beat được khán giả hết lời khen ngợi bởi vẻ đẹp dịu dàng, body quyến rũ đáng ngưỡng mộ. 1. Lâm Khánh Chi. Sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi lui về hậu trường để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp khoe nhan sắc hoặc diện những trang phục bó sát, cô vẫn khiến không ít người phải đổ dồn sự chú ý. Có thể nói dù đã chạm ngưỡng 42, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, số đo hình thể cực chuẩn. Ở ngưỡng tuổi 40, Lâm Khánh Chi vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ và xinh đẹp. Lâm Khánh Chi sở hữu body quyến rũ không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong V-beat. Người đẹp có thể cân tất cả các thể loại trang phục, từ quyến rũ đến nhẹ nhàng, thanh thoát như áo dài. 2. Hương Giang. Là một trong những người đẹp được quan tâm hàng đầu V-beat, Hương Giang luôn biết cách gây thương nhớ cho người hâm mộ mỗi lần lộ diện. Không chỉ được khen ngợi bởi khả năng hoạt ngôn, nhan sắc thăng hạng, mà Hương Giang còn gây chú ý bởi phong cách ăn mặc ngày càng gợi cảm, nóng bỏng. Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện, Hương Giang luôn khiến công chúng phải mê mẩn bởi hình thể với số đo cực chuẩn, ba vòng hoàn hảo, rất gợi cảm và quyến rũ. Không chỉ vậy, Hương Giang còn chứng minh được tài năng của bản thân khi liên tục gặt hái được rất nhiều những thành công trong nghệ thuật, từ ca hát, thời trang cho tới phim ảnh. Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu chuyển giới, thì Hương Giang nhiều lần ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng rực rỡ và cuốn hút. Hương Giang quả thật là mỹ nhân chuyển giới có nhan sắc quá xuất sắc trong V-beat. Vóc dáng của Hương Giang luôn khiến công chúng phải suy xoa. 3. Hoài Sa. Từ lâu, Hoài Sa đã được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát và vô cùng gợi cảm. Nếu chỉ tiếp xúc với cô ở ngoài đời, thật khó để nhận ra Hoài Sa là mỹ nhân chuyển giới. Bên ngoài gương mặt sắc sảo, năng hậu còn sở hữu body chuẩn chỉnh, khiến người đối diện muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Hoài Sa sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Hoài Sa được đánh giá là có phong cách thời trang và nhan sắc ngày càng thăng hạng. 4. Linh Ly. Thời gian gần đây, hành trình chuyển giới của Linh Ly luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Được biết sau một năm chính thức come out, thì nữ ca sĩ đã có sự thay đổi đáng kể từ ngoại hình, tính cách đến cách ăn mặc. Không chỉ vậy, mới đây giọng ca Tạm Biệt Nhé còn khiến khán giả phải lụi tim khi thường xuyên khoe cận cảnh vóc dáng trong tà áo dài trắng. Nhìn những khoảnh khắc này, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi Linh Ly vì cô trông ngày càng nữ tính hơn hẳn. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ rằng bản thân đã tăng được hẳn 4kg nên nhìn có da có thịt hơn hẳn, hậu chuyển giới. Ở những khoảnh khắc chụp cận cảnh, Linh Ly vẫn không để lộ nhiều khuyết điểm. Dù chỉ diện áo dài trắng đơn giản, nhưng vóc dáng mảnh mai của giọng ca Tạm Biệt Nhé vẫn đủ sức để thu hút người đối diện. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin. Sau găng dàn mỹ nhân chuyển giới V-beat, toàn nhan sắc đáng nể, body sexy, gây chú ý nhất là màn lột xác của Linh Ly. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.